No. Trận đấu đầu tiên ở sơ đấu thứ hai, Minoan, Mỹ Đình và Venlov cầm Roman. Nhà của Mỹ Đình cực tươi ở đấu này, Hiêu Voi đã thấy, quả phụ cũng đã thấy. Đây là Roman. Đối đầu với Roman và Minoan. Vâng, hai chém. Trận đấu này có lẽ là nhà của Mỹ Đình cũng không có đủ điều kiện để đánh cung. Với bài đánh cung thì cần phải có một thế nhà khung và đẹp. Trong khi đó thì nhà Mỹ Đình dừng đầu là dừng dừa và rất trống. Ở Mapla thì việc chém sớm cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Không nhất thiết phải đánh thẳng cung, mà có thể chém phụ lúc đầu gây yếu đối phương, sau đó sẽ quay trở về nhà và chuyển lực. Cũng là một bài khá tươi dành cho Velop khi mà anh được cầm Roman. Bài Roman này có voi, 3 voi dành cho Velop, 1 bầy hiêu 6 con, 2 con vẫn còn ở bầy hiêu cũ, sau đó thì 4 con đã được lùa về nhà chính. Vâng, suýt chút nữa con hiêu này chết ở vị trí này thì lại thành tù cho Velop. Dân lại không thể ăn được gỗ, và ăn hiêu cũng không thể khai thác được để đổ về chữ S này. Đóng một chiếc BS tưởng chừng như đẹp, nhưng bây giờ nó đang hơi tù. Không sao, đây là Roman, vì vậy mà việc đóng S2 là điều đơn giản đối với lớp. Sẽ có một chiếc S mới để có thể ăn rừng. Quá nhiều đồ ăn. Thêm bãi quả, 3 voi, 4 voi, 1 quả phụ và một bầy hiêu 6. Venlov sẽ ép đời đầu 9 ở dấu này. Không có lý do gì mà anh không ép được đầu 9. Hiêu 4 đã lùa về cực sớm. Hai con voi đang được kéo về và đây là chiếc BG. Anh đóng với mục đích là tránh tình trạng ăn tranh. Thế còn đồ của anh thì với hai voi này anh sẽ thừa đủ để có thể kích đời. Roman của thủ Velop là người lên đời sớm nhất ở chỗ này. Một bài cầm Roman và anh kích ở đầu 9, 9-45 với 23 dân. Lực siêu khỏe. Bãi vàng cũng gần với chiếc S đầu. Mọi thứ đều đang rất hoàn hảo. Một chiếc S nhân đôi, không có thứ gì là thừa đối với Velop ở chỗ này. Voi hiêu đều đã được xả tại nhà chính. Và chiếc S lại là chiếc S nhân đôi. Chúng ta hãy xem là Mỹ Đình sẽ đánh gì ở chỗ này khi mà Velop có bài lên sớm.
Tôi thấy là Mỹ Đình đang khu nhà và tư tưởng đánh A. Đúng như vậy, một bài đánh thẳng A của đối thủ Mỹ Đình. Mỹ Đình là người lên đời muộn nhất, về lớp lên sớm. Hai game thủ BB và No.1 rủ nhau lên đời ở trận đấu này. Và BB là người mà bị về lớp chọc, cùng cánh với về lớp tiếp tục là BB. Giò vẫn chưa có công. Một pha vẩy gì đây? Vẩy BM bắt giò Trang hay là vẩy... Vâng, vẩy ruộng bắt giò BB. Anh là thánh vẩy ruộng rồi. Không phải một pha vẩy em mà anh quyết định vẩy hẳn một cái ruộng để bắt được con giò thủ về lớp. Rất tàn nhẫn. Nói thông thường thì chúng ta chỉ mới thấy những tình huống vẩy e bắt giò, nhưng BB chơi trội hơn phần còn lại. Có vẻ như việc nhảy vẩy e bắt giò đã quá nhàm chán với BB và anh quyết định chuyển sang bộ môn mới, đó là vẩy ruộng bắt giò. Và nó đã thành công với pha bắt giò của thủ về lớp. Ngay lập tức thì anh đẩy một con giò mới lên. Hai tên chém đều. Một con được cắt cử để bảo vệ dân ở bãi vàng và một con được đẩy lên nhà của thủ BB. Trong đó thì Mỹ Đình sẽ bị công vào. Vẫn chưa thấy có dấu hiệu bị công vào. Không thấy cung tê, cũng không thấy giò. Về lớp đã có hai tên chém đều. Với việc bò nhà kín như này thì để tránh mất thời gian, anh cần phải quay sang nhà của thủ No 1 ngay lập tức để quấy nhà No 1 và giúp cho Mỹ Đình khỏe hơn so với No 1. Thời điểm này là thời điểm mà có lẽ là game thủ BB cũng bắt đầu đẩy giò. Và con cung tê của No 1 cũng đã tới nhà của game thủ Mỹ Đình. Nhưng trên hết là về lớp đang chém được khá nhiều dân của BB cũng như No 1. Chỗ này là cả một kích dân. Lớp anh đang mút được khá nhiều dân của BB ở tại khu vực này. Và No 1 cũng vẫn chưa xây xong A. Mới chữ 3 nhà A. Chém rất hay. Và bơm đồ sang cho Mỹ Đình. Mỹ Đình đang hơi khốn khổ với con giò của nguyên thủ mùa 2. Tình huống suýt chút nữa thì chết. Oh no, đèn cho anh. Vẩy e nhanh còn kịp. Thành công. Không thể tin nổi là Mỹ Đình có pha vẩy e chuẩn xác như vậy. Lâu lắm rồi mới thấy được tình huống mà Mỹ Đình không bị cuống tay trong những trường hợp như thế này, nhất là khi mà đối đầu với BB. BB sẽ phải nhìn Mỹ Đình với một con mắt khác sau tình huống vẩy e giữ nhà này của mình. Chỉ với hai e thế nhưng anh đã giữ nhà thành công. Thảm của anh sẽ không bị tụt thế thảm. Trong khi đó thì Vellus là một bài khỏe vô địch, 31/36, đang bắt siêu đều những tên chém, nhưng không hiểu sao tham vấn đề. Với bài Minoan mà không ăn được vàng mà anh đang nhận đồ viện trợ từ thủ bên lớp, thì bây giờ anh mới bắt đầu bung ra để kéo rất nhiều dân ăn vàng. Có tới 6 dân ăn vàng dành cho cái thủ Mỹ Đình. Tơn cung đầu tiên của No 1. Tham vẫn cân. Vâng, thời điểm này Tham cân. Baby đang nở ra, nhưng Mỹ Đình cũng bắt đầu nở ra với tham của cung Aminoan và Roman tham 3x. Không chém được nhiều tại nhà chính của BB. Thế nhưng lên tới nhà No 1 thì anh vớ được một cả một mã dân của thủ BB đang ăn hoang. Bên lớp đang có một khoanh dụng kín. Đây là tên mà No 1 đẩy lên nhà của Mỹ Đình, tên cung đầu tiên. Nhưng nó chưa phát huy được nhiều tác dụng. Vẫn đang sắp với 4 nhà BA. Một khoanh ruộng có khoảng 7 chiếc. Đảm bảo đối thủ Mỹ Đình có thể sắp đều được với 3 nhà BA. Còn với bên lớp, khi mà Mỹ Đình không... khi mà không thể công được vào nhà Mỹ Đình thì đương nhiên là cả BB và No 1. Các anh sẽ tìm cách để lấy tham của bên lớp trước. Bởi thời điểm này công vào nhà của Mỹ Đình là rất khó. Chỉ có nhà của bên lớp, một nhà đánh chém thì may ra anh mới thể ốp được với một lạc đà và một cung. Nhưng lớp vẫn đang tỏ ra cực kỳ dẻo dai, mặc dù người anh toàn xương. 33/40. Rất đông cung rồng của No 1 đang công vào.
Đây là một cửa tử, lên hơi khó. Trèo dốc và lao lên. Đen cho anh là tên này chém mắt một dân của anh toàn thương binh của tên này. Chúng ta hãy xem rằng liệu Vlog phải đỡ nhà hay không. Không đỡ nhà của tên này rồi. Vâng, bán sổ đỏ và bỏ nhà của tên này. Chạy nhanh còn kịp trước khi mà anh mất tham. Tôi nghĩ là anh cần phải giữ chém để đi quản bản đồ. Còn dân anh sẽ chạy toàn bộ, chạy bước sang nhà của thủ Mỹ Đình. Làm ăn ở gần với nhà Mỹ Đình sẽ an toàn hơn. Soi tham bị đè sau tên này khi mà cái thủ Vlog mất tham. Mặc dù cung A đang nở ra, nhưng đây tham là tham toàn cung. Vâng, tham này không hề có dân. Việc phát triển đối với cái thủ Mỹ Đình là hơi yếu. Mỹ Đình bắt đầu đến giai đoạn nở dân. Nhưng khi mà cái thủ Vlog đã chết thì cả No 1 và BB sẽ cố tìm cách để móc máy nhưng kìm hãm sự phát triển của Minoan và ung dung ở nhà phát triển. Vlog vẫn còn chém và đang tìm cách để sang đỡ nhà cho Mỹ Đình, đề phòng một tên ốp nhà. Canh đang đánh chặn từ xa, đi rất xa ở phía bên trên. Tôi nghĩ là cái thủ No 1 anh sẽ đi một đường vòng lách hướng từ vùng góc 3 giờ để có thể công vào mỏ rừng rất xấu này với thủ Mỹ Đình. Chỉ là cung rầu của Baby. Yes, 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 yes. Lớp vẫn cho thấy được độ dẻo dai của mình, cầm Roma. Và bây giờ tham anh lại tăng lên số 24 rất nhanh. Vâng, chỉ phút trước đây nhà anh tan hoang, nhưng bây giờ nó đã ổn định hơn rất nhiều. BB nhận thấy điều này và anh lại cho chém của mình sang để quản nhà của Vlog. Kéo rất đông chém và lạc đà. Còn Vlog đang kéo toàn bộ số dọc đơn và chém của mình. Tên này là tên mà BB đông hơn hẳn. Và lợi thế của lạc đà trước những con sọc đơn và chém. Và phạm vẩy hay bắt chém của BB bắn luôn con tên này. Cung A đứng dốc ít nhất sẽ hút được 1-2 con chém của BB. Vâng, nói 1-2 con chém thì đúng mút được 2 con chém của thủ BB. Trong khi đấy thì lại tiếp tục là một tên mà BB và No 1 ốp nhà Vlog, quyết tâm không cho Vlog nở ra trong trận đấu này. Các anh đang hành Vlog khá kỹ. Có vẻ như anh đang quên mất một Mỹ Đình to khỏe và đẹp dai. Thời điểm này thời điểm mà tôi nghĩ là Mỹ Đình có thể đẩy quân dịch dần lên trên cao. Đây rồi, hướng này là hướng mà Mỹ Đình thủ rất chắc, nhưng còn hướng từ nhà về lớp sang, có lẽ là BB và No 1 cũng sẽ tìm cách để có thể đẩy từ hướng này sang. Ở chỗ này thì No 1 không có khả năng lao vào, nhưng bây giờ Mỹ Đình cần phải sẵn sàng cho một tên bắt quân. Qua nhà màn hình của Vlog xem. Vlog vừa có tên đục vào nhà của BB. Đây là tên đục nhà bất ngờ. Anh vừa giáng xuống đầu của cái thủ BB một tên to. Và rất nhiều dân của BB nằm xuống. Rất hay, những tên chém đầy đột biến của thủ Vlog. Tham chỉ là 20 và đang tụt dần khi mà No 1 anh có những phạm vẩy e để bắt dân của Vlog. Thế trận này là thế trận mà Baby của No 1 sẽ không dám đẩy thẳng từ cánh nhà của mình, mà anh sẽ đẩy móc từ nhà của cái thủ Vlog sang. Vâng, vừa nói xong, đúng như hướng đẩy quân của thủ No 1, anh đẩy thẳng từ góc 6 giờ lên nhà của Mỹ Đình. Tuy nhiên là vị Mỹ Đình chỉ cần vứt 1-2 con cung A để bắn dọa ma ở chỗ này. Còn lại sẽ đẩy tất tay lên nhà của nguyên thủ No 1. No 1 sẽ không dám bén mảng khi mà thấy bóng cung A ở đây. Thời điểm này, thời điểm mà anh hoàn toàn có thể ốp vào nhà của Baby. Baby có lẽ cũng đang đứng ở phía bên ngoài của khu vực này. Cung A Minoan đời 3 đã mắc công nghệ và chỉ chờ thời gian để đẩy lên nhà của thủ No 1. Quá tốt cho một bài cầm Roman của Vlog. Chỉ còn có quân là anh sẽ làm được rất nhiều điều. Thấy là anh đã móc quá hay ở nhà của BB. BB sẽ yếu dần so với Vlog. Vẫn BB rất kỹ lưỡng.
Còn Mỹ đây, thời điểm này là thời điểm mà anh sẽ phải đẩy lên nhà của đội 1. Sẽ có những con chém của Huy ra để đảo. Và tôi nghĩ là với lớp thời điểm này là thời điểm mà anh cũng cần một con chém sang để đảo. Một con dốc cao dành cho Baby. Chúng ta vẫn chưa quên một trận đấu mà Minoan của game thủ Gunny cũng chấp dốc trong tình huống này giống như thế này. Thế nhưng cung R của game thủ VLOP là cung RAC. Việc mà VLOP giành được ưu thế như thắng ở trong những tuần đấu quân, nhưng đây là tuần mà Minoan chấp dốc. Có thêm cả chém của game thủ BB đề phòng tuần 7E bắt cung A, cực kỳ nguy hiểm ở những tuần này. Đẩy nhà không thành công. Mỹ Đình vẫn đang giật cung A để đợi những tên sau nhồi lên. BB cũng như đội 1 không dám vào. Cung A phía trên đứng bắn. Vâng, cung A đang nhồi lên, tôi nghĩ là đứng bắn luôn mấy cái E này sẽ tuyệt vời dành cho Mỹ Đình. Không thấy có chém của thủ với lớp sang đảo. Sau đó thì BB có rất nhiều chém. Vẫn chưa biết là ai sẽ ăn ai. Mỹ Đình là người giành ưu thế ở tuần này. Bây giờ thì cung A ngang phèo cung R. Chém đã gần hết. Có vẻ như đang có chút sự cố với con chuột của thủ Mỹ Đình. Rất nguy hiểm ở một tuần đấu quân khá quan trọng này. Tuần này là tuần mà Mỹ Đình hoàn toàn có thể ăn được những con cung R còn lại của thủ BB. Tức là của đội 1 chỉ còn có một con xé của B, nhưng bây giờ anh đã bắt tay và B không hề hay biết anh đang đảo một cách cực kỳ ngây thơ. Vâng, vẫn rất ngây thơ đảo. Thời điểm này mới là thời điểm của thủ Mỹ Đình bỏ bắt tay. Nhưng tham của Mỹ Đình tụt xuống còn 47/92. Bài này là bài đánh mà Mỹ Đình đang ép châu cung A, không có dân. Ở map la thì có lẽ là cũng chỉ có cần có quân là sẽ thắng. Thế nhưng vấn đề quan trọng là phải ốp được vào nhà đối phương sớm. Với số lượng dân mà game thủ đội 1 có thời điểm này chắc chắn nó sẽ hơn Mỹ Đình. Còn viên lớp đào, vâng, game thủ đội 1 đào vàng. Nhưng viên lớp thêm một lần nữa cho thấy được độ thốn của mình. Rất nhức nhối. Anh đang cố gắng móc cả hai nhà đường để thông sang nhà của BB và đội 1 là khá rộng dành cho game thủ viên lớp. Cực kỳ thanh thang. Oh no, nó một đã sang thủ cho BB. Thế trận này là thế trận mà hai phát triển cùng để đọ với game thủ Mỹ Đình. Vậy là Mỹ Đình cần phải công sớm được vào nhà của BB. Rất hay, anh đục từ phía dưới lên. Giá như anh phát hiện được con đường này sớm hơn thì có vẻ thì có thể là anh đã công bung được nhà của nó một rất sớm. Ít nhất là lực của nó một cũng sẽ yếu hơn so với tên đấu quân anh chấp dốc. Lại thêm chém của nô 1, tức là của BB. Bắt tay với những con chém, có 3 con chém. BB sẽ không dám làm vào chém của tên này. Và thấy là BB ngày hôm nay anh cực kỳ ngây thơ. Lại thêm một lần nữa mà anh đảo không hề biết rằng cái thủ Mỹ Đình anh đã bắt tay. Ở vị trí này thì cung A của Mỹ Đình hoàn toàn sẽ đục phá, đục nát nhà của thủ nô 1. Sau đó công vào. Bởi cái hướng này là hướng mà cái thủ nô 1 không có con dốc lợi thế. Mà nô 1 anh sẽ có pha đổi nhà nếu như cái thủ Mỹ Đình đẩy tất tay lên nhà của thủ nô 1. BB đã bắt đầu tiên phong lao lên nhà của Mỹ Đình. Chim mồi hút đam. BB đang lấy thân mình để lấp lỗ châu mai. Còn cái thủ nô 1 vẫn đang thủ nhà rất hồn nhiên. Vên lớp 29/36. Ô, vâng, vên lớp tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại nở tham nhanh như vậy. Tham của anh bây giờ lên con số 3x. Có lẽ là cũng đã gần bằng với BB. BB thời điểm hiện tại có lẽ là hơn 4x một chút. Nhìn tham của Roman với việc sóc sọc đơn đang giúp cho thủ vên lớp có thể vắt đều được những tên sọc đơn. Và tham của anh sẽ nở ra rất nhanh. Khoanh ruộng kín dành cho vên lớp. Anh đang cố khoa, vâng, cố đục khoét vào nhà của No 1. Tham Lai thì bên phía Hà Nội đang bị đè một chút. Nên đây là tham của Minoan. Vì vậy mà việc nở ra với Minoan là không hề khó khăn. Tôn quân to ở trên nhà của thủ No 1 là tôn quân mà cái thủ Mỹ Đình sẽ cực kỳ để ý.
Bởi đây là tân quân mà gần như là toàn bộ xúc cung A mà anh có. Trong khi đó thì dân anh không nở được. Còn với No 1 thì đã có rất nhiều nhà chính. Vâng, như vậy là No 1 đang quyết định đổi nhà. Một pha đổi nhà của No 1 sang. Đang quyết định đi lòng vòng phía sau, cung A sẽ đứng ở phía bên trong. Không nên vội đẩy ra ngoài. Không phải. Cung R đứng để ý định bắt cung A. Nhưng quá ít so với cung A của thủ Mỹ Đình. Còn bên lớp. Và con người cơ hội nhất năm lại thêm một lần nữa mà anh tìm cách để khoét vào nhà của BB. BB đang rất nhức nhối với những con sọc đơn của thủ bên lớp. Chưa có giáp 4, tôi nghĩ là lên luôn cái giáp 4 để đánh đôi công đối với BB. Rất tuyệt vời, bung bãi lệnh chính dành cho BB. Trong khi đó thì Mỹ Đình đang đấu quân. Vâng, tham Mỹ Đình tụt thảm hại, còn lại 59-96. Mất toàn bộ đã cung A ở trên nhà của đối thủ. Vâng, mất toàn bộ đã cung A ở nhà của No 1. Bây giờ sẽ đứng hết ở phía bên trong này. Chỗ này là một con một cái khe khá hẻm. Một cái hẻm khe mà rất hiểm dành cho No 1. No 1 và BB cũng sẽ không dám liều để vào. Chỉ cần Mỹ Đình đứng quân ở phía bên trong. Soi tham. Timeline đang bị đè khoảng 55 và 45 dành cho bên phía VV và No 1. Velop vẫn đang hồi được tham 35-48. Tên này là tên mà cái thủ Velop sẽ sang nhà của No 1 để sơ múi. Đây là cơ hội mà anh sẽ sẽ lao vào nhà của No 1 bởi No 1 đẩy rất nhiều cung đi. Chúng ta cùng xem một tên cơ hội của Velop. Đúng như vậy, Velop đang sộc vào. Mỹ Đình không nên đẩy ra vội. Ở phía bên ngoài đang có rất nhiều chém của BB. Không, nhà của đối thủ No 1 vẫn còn khá nhiều cung ở nhà. Trong khi đó thì sọc đơn không ăn được nhiều dân của No 1. Cuối cùng thì BB cũng đã bắt đầu để ý đến khu vực gần nhà của mình. Vâng, BB đã chính thức mất nhà. Bên lớp tham 2x. Bây giờ tham sẽ là cuộc đối đầu giữa game thủ Mỹ Đình và No 1. Và tôi nghĩ là No 1 sẽ quản lại khu vực góc này. Cái góc này là cái góc mà game thủ BB vừa phát hiện ra xong. Cung R của No 1 đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để lấy tham của đối thủ Velop. Velop đang sẵn sàng cho một cuộc thủ nhà. Quanh ruộng thần đánh của anh vẫn chưa phát hiện. Trong khi đó thì BB vẫn đang chầy cối để chém vào trong bãi gỗ này. Mỹ Đình bắt đầu công lần thứ 3. Không phải, chúng ta thấy là bây giờ thì game thủ No 1 và BB đang tìm một hướng mới để công vào. Sau rất nhiều những tên mà canh không công vào được hướng chính diện từ nhà của No 1 sang, canh đi theo một lối khác, đục vào cửa hậu, dạt toàn bộ dân dành cho Mỹ Đình. Vâng, cần phải tìm cách để bắt quân trong tên này. Tôi nghĩ là anh cần phải dàn cung A để bắt quân, chứ không phải là dàn cung A để thủ nhà. Chỉ có bắt quân thì mới có thể giành được chiến thắng. Còn nếu như không bắt được quân, rất đông cung R của No 1. Đầu máu 80. Thêm những con chém, nhưng con chém coi như không có hiệu quả. Với khoảng cách là rất gần. Nhưng nếu như không bắt được cung R của cái thủ No 1, thì No 1 sẽ có thế phát triển ở nhà. Cùng với những con cung R đang cuối rối sẵn ở trên này. Trong khi đó thì thủ Mỹ Đình không thể làm được kinh tế. Và đây chính là điểm bất lợi dành cho Mỹ Đình nếu như càng kéo dài. Dương Đông kích Tây. Trong khi đó thì Velop anh đang có một tôn công tấp tay vào nhà của No 1. Sọc đơn không ăn được. Mỹ Đình cung A ra đang bị bao vây. Một tôn mà cung A vây nhưng rõ ràng cung R đối hết hẳn so với cung A tôn này. A đang đứng dốc và thế đứng là đẹp hơn rất nhiều so với cái thủ No 1. Thành công của tôn này. Sau tôn đỡ nhà này thì game thủ Mỹ Đình sẽ phải đẩy tấp tay lên nhà của No 1 thì mới có cửa. Ít nhất phải phun một kích. Và bắt đầu đẩy dần lên nhà của cái thủ No 1 và kết hợp cùng với sọc đơn mà cái thủ với lớp đang có. BB resize rất bất ngờ sau tuần này. Vâng, công nhà không thành công, anh resize cực kỳ ảo diệu. Vết lớp thì sao, người ta hãy xem tham của thủ vết lớp. Không hiểu tại sao thủ V lại resize trong tình huống này.
Tưởng chừng như đây là tơn mà cái thủ Mỹ Đình mới là người đang thấy khó khi mà anh không thể phát triển được. Về lớp đã đục thành công vào mỏ ruộng của game thủ nô 1. Vâng, tham nhỏ rất dẹo, thế nhưng sau một thời gian dài phát triển, anh ngáp ngoài, tham của anh vẫn giữ con số 3x và móc lên móc xuống nhà của game thủ BB cũng như nô 1. Tuyệt vời với một khoanh ruộng thần thánh từ ngay thời điểm đầu. Về lớp anh đã sống nhờ khoanh ruộng này. Và anh quấy nhà của game thủ nô 1, lọt vào nhà của nô 1, và đây có lẽ là đây có lẽ chính là nguyên nhân chính dành cho B và nô 1 để các anh có thể đủ có đủ lý do để quyết ở trận này. Và thủ nhà thành công của Mỹ Đình cùng với pha móc máy hay của Vlớp rất bất ngờ. Vâng, tôi nghĩ là vừa rồi chỉ là một tơn mà nô 1 mất quân và ở nhà anh vẫn ổn định, nhưng không phải Vlớp anh đã cơ hội thành công. Chúng ta cùng chờ đợi để đến với trận đấu tiếp theo ở trong trận đấu này.